hai chàng ngốc nọ định băng qua một sa mạc không đủ tiền mua ô tô họ đành mua một con lạc đà người bán lạc đà nói con này có thể băng qua sa mạc nhưng trước khi đi phải cho nó uống nước đầy bụng hai chàng ngốc dắt lạc đà xuống sông ấn đầu nó xuống nước nhưng lạc đà không chịu uống một người nảy ra cách bảo người kia mình làm như cái ống hút vậy tao ấn đầu nó xuống nước mày hút vào cái lỗ ở mông nó nước sẽ lên chàng ngốc kia đồng ý Thế là một người ấn đầu, một người hút mông con lạc đà. Một hồi sau, chàng ngốc ấn đầu hỏi, "Mày có hút được nước lên không?" Chàng ngốc kia đáp, "Có lên chút ít, có điều mày đừng ấn đầu nó sâu quá, từ nãy đến giờ tao hút lên chủ yếu là bùn thôi." Thấy Tèo trở về nhà với gương mặt xám xịt, bố anh hỏi, "Vừa mới cãi nhau với bạn gái à?" Lúc sáng thấy con vẫn vui vẻ lắm cơ mà, Tèo bực dọc kể, "Hôm nay con và bạn gái cùng đánh cờ. Chơi được mấy ván thì cô ấy giận con." là do con không chịu nhường người ta chứ gì. Bố Tèo nói, con đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi. Tèo ấm ức, cô ấy nói con xe của cô ấy có hai mạng, con nhìn. Cô ấy nói con tượng có thể qua sông được, con cũng nhìn. Sau đó, cô ấy lại dùng con sĩ của con để giết tướng của con, rồi nói đó là mật thám do chính cô ấy bố trí. Con tức giận nói, vậy thì em tự chơi một mình đi. Thế là cô ấy giận. Trong một tiết học môn hóa, thầy giáo nói với tí. "Tí em ngửi thử đi." Tí liền hỏi, "Ngửi được hả thầy?" "Ừ, ngửi đi." "Mùi kinh lắm thầy ạ, à. em thấy choáng váng mặt mày." Ông thầy liền quay ra nói với cả lớp, "Ừ, dung dịch này có độc đấy. Sau này các em không được ngửi đâu đấy." Một người đàn ông hỏi bác sĩ, "Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi toan làm ầm lên thì cô ta lại nói anh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại đã nào. Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp gì mới được chứ? Ta, à, tôi chỉ muốn hỏi, uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khỏe lắm không? Hai vợ chồng ngồi nói chuyện, lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe em thấy thích không? Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi. Đó em thấy chưa? Em cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi vào quán uống nguyên nhiều thì phải say say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú gì đâu cô con gái mới lớn thủ thỉ với bố bố ạ à, có một người đàn ông chạc tuổi bố đang theo đuổi con con băn khoăn quá ông bố tỏ ý không hài lòng tuyệt đối không được con dẫu sao cũng trẻ trung xinh đẹp phải gả cho thanh niên trai tráng chứ cô con gái tiếp lời bố nghe hết đã nào ông ấy có vườn cao su kinh doanh bất động sản và có máy bay riêng nhưng con đã từ chối rồi. Thứ nhất do con biết bố sẽ không đồng ý, thứ hai là ông ấy già và xấu quá. Ông bố nghe vậy liền nhăn mặt, con mới nói bậy bạ cái gì thế? Sao lại bảo con rể già và xấu chứ? Trong công viên Tèo và Tí ngồi hóng mát, thì bỗng Tèo thấy gì đó nên nói với Tí, nè Tí, mày có thấy cô gái và con chó đang ngồi ở đằng kia không? Tí đáp, tao thấy, rồi sao? Tao sẽ khao mày một chầu nếu mày làm được việc này, việc gì, nếu mày nói chỉ một câu mà cô ta cười lớn, và cũng chỉ một câu mà cô ta chửi mày thậm tệ thì tao sẽ khao mày ngay. Tẹo nháy mắt, dễ ợt. Xong ngay, mày xem nhé, tí liền tiến đến đứng trước mặt con chó và khoanh tay lễ phép nói, dạ, con thư ba, cô gái thấy vậy liền phá lên cười sặc sụa. Rồi tí liền quay sang cô gái cũng với cử chỉ khoanh tay lễ phép nói, dạ, con thưa má. Một nghệ sĩ đi diễn lưu động trở về, nói với bạn thật là một chương trình thành công. Khi tôi diễn tại quảng trường, tiếng vỗ tay của quần chúng vang dội, ngay cả khi màn trình diễn chưa kết thúc. Anh may mắn đấy, nhưng tuần sau thì chắc không được như thế đâu. Vì sao? Đài khí tượng báo trời sẽ trở lạnh và khô hơn. Lúc đó sẽ không nhiều mũi như giờ đâu. Một thương gia đang nằm chờ chết, thều thào đọc chúc thư cho viên luật sư. Có lẽ cũng phải nghĩ đến các nhân viên của tôi một chút. Hãy chia cho mỗi người phục vụ trên 25 năm nửa triệu USD. Luật sư ngạc nhiên, nhưng hãng của ngài chỉ mới thành lập có 15 năm thôi mà. Vị thương gia thở hắt, "Vâng, tôi nhớ, nhưng phải quảng cáo chứ." Một ngày được nghỉ học, tí được bố mẹ cho về quê chơi. Vào nhà một người hàng xóm, bác hàng xóm liền hỏi tí, "Tí, cháu cầm tinh con gì?" Tí đáp, "Con gà, con lợn, con bò ạ." À. Bác hàng xóm ngạc nhiên, "Tại sao cháu nói thế?" Tí trả lời, "Dạ, vì khi xem chữ của cháu, cô giáo nói là cháu viết như gà bới." khi tắm thì mẹ cháu bảo bẩn như con lợn khi xem sổ liên lạc của cháu thì bố bảo ngu như bò nên cháu nghĩ là cháu cầm tinh ba con đấy bác ạ à.